Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sự thăng tiến bất thường của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, những kẻ bất lương giúp sức là ai? Vào ngày 27 tháng 11, một bản tin của tờ Việt Nam Express với tiêu đề Hà Nội đề xuất không sát nhập quận Hoàn Kiếm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết lý do không sát nhập quận Hoàn Kiếm là sát nhập quận Hoàn Kiếm sẽ ảnh hưởng quá trình hình thành đô thị văn hóa lâu đời của Thăng Long, Hà Nội và kinh tế xã hội của thành phố, theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Được biết, sau khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Phạm Thị Thanh Trà trình Quốc hội dự thảo sắp xếp lại đơn vị hành chính trên cơ sở sát nhập các cấp hành chính, kể cả cấp phường, xã theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì quận, huyện và tương đương phải có diện tích tối thiểu 35 km², dân số 150.000 người trở lên. Quận Hoàn Kiếm thừa đủ tiêu chuẩn về dân số, nhưng diện tích thì chỉ đạt có 5,3 km², bằng có 15% diện tích theo quy định. Dù vậy, lãnh đạo Hà Nội vẫn cho rằng không nên sát nhập quận Hoàn Kiếm vì các lý do khác nhau. Trong StarSuit, chuyện chạy chức, trên trang Facebook cá nhân, cựu đại tá nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng đưa ra đánh giá rằng chủ trương sát nhập các địa bàn hành chính là hết sức máy móc. Chủ trương này thể hiện năng lực, trình độ cũng như đạo đức của bà Trà. Đồng thời, tác giả cũng đặt vấn đề về sự thăng tiến đầy nghi vấn của bà Phạm Thị Thanh Trà với sự tiếp sức của những kẻ bất lương trong Đảng Cộng sản. Tác giả đề cập đến vụ đảng viên, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái Đỗ Cường Minh vào ngày 18 tháng 8 năm 2016 đã vào cơ quan tỉnh ủy Yên Bái dùng súng bắn chết ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy, và ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch hội đồng nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái. Vụ việc đó đã tạo ra cơn địa chấn làm lung lay, rạn nứt niềm tin của người dân vào Đảng Cộng sản cầm quyền. Đồng thời, vụ này cũng bộc lộ ra sự tắc trách, thiếu trách nhiệm, không làm tròn bổn phận của Đảng bộ Yên Bái mà bà Trà trong vai trò là ủy viên thường vụ, phó bí thư tỉnh ủy Yên Bái phải chịu một phần trách nhiệm. Vậy mà bà Trà không những vô can mà lại còn được thăng chức lên ghế bí thư tỉnh ủy Yên Bái từ vị trí phó bí thư với bao nhiêu những bê bối về tham nhũng cũng như quan hệ tình cảm bất chính. Để rồi, tại đại hội 13, bà Trà đã trở thành ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, rồi sau đó chỉ 6 tháng ngồi chiếc ghế thứ trưởng đã leo tót lên ghế Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầy quyền lực. Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái trong cuộc họp về vụ sát hại bí thư Chủ tịch Hội đồng Yên Bái vào tháng 8 năm 2016. Theo nhà báo Phạm Đình Trọng chia sẻ, chỉ có quyền năng chạy chức thần thánh mới có thể chạy chức cho một phó bí thư tỉnh ủy, quản lý cả đảng viên, đảng bộ địa phương, một đảng bộ cấp tỉnh để đổ vỡ thảm hại, lại được giao cho quản lý bộ máy chính quyền cả nước. Liên quan đến sự thăng tiến bất thường đầy nghi vấn của bà Phạm Thị Thanh Trà, theo giới thạo tin, chắc chắn phải có bàn tay giúp đỡ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên cương vị trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 12 vào năm 2016 và Đại hội 13 vào năm 2021, dư luận cho rằng bà Trà là phụ nữ thuộc diện điếu thủy ủy ban, từ để chỉ những người phụ nữ dùng sắc đẹp để quyến rũ các ông anh có quyền lực để bản thân kiếm trác danh vọng, tiền bạc và thăng tiến. Trang chân dung quyền lực tiết lộ, khi còn là giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, bà Trà đã lọt vào mắt xanh của ông Tô Hy Dứa, cựu trưởng ban tổ chức trung ương, một nhân vật đặc biệt quan trọng trong công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên bà Trà đã thăng tiến nhanh như tên lửa. Do đó, kể cả việc bà Trà là chị gái của một nhân vật đỉnh đám, ông Phạm Sĩ Quý, một kẻ tham nhũng cộm cán và đầy danh tiếng, vậy mà ông Quý vẫn an toàn, không hề bị kỷ luật. Biệt phủ của người cho rằng là trùm tham nhũng Phạm Sĩ Quý, em trai của bà Phạm Thị Thanh Trà. Giới chuyên gia đánh giá, bà Phạm Thị Thanh Trà trình độ yếu kém, không thể đáp ứng được vai trò Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đó là lý do vì sao các quyết sách hay chủ trương của Bộ Nội vụ do bà Trà đưa ra luôn là bản sao các ý kiến của ông Tổng Bí thư Trọng. Cụ thể, khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng nếu cán bộ thấy có khuyết điểm từ chức thì như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn và cũng không mất hết các chức vụ. Lập tức sau đó vào ngày 9 tháng 3, Bộ Nội vụ đưa ra đề xuất cán bộ công chức bị kỷ luật nếu tự nguyện tinh giản biên chế thì sẽ không bị kỷ luật. Công luận đặt ra câu hỏi rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy trọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ
vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm. Vậy việc bà Phạm Thị Thanh Trà thăng tiến tột bậc bởi sự bảo kê của ai đó, thì ông Tổng Bí Thư sẽ trả lời ra sao với người dân cả nước? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Sự thăng tiến bất thường của bà Phạm Thị Thanh Trà, những kẻ bất lương giúp sức là ai? Quốc hội thông qua luật căn cước, nhóm lợi ích của Bộ Công an có hết cửa kiếm trác hay không? Truyền thông nhà nước đưa tin sáng ngày 27 tháng 11, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua luật căn cước với số phiếu tán thành 1431 trên tổng số 468 đại biểu, chiếm tỷ lệ 87,25% tổng số đại biểu Quốc hội. Như vậy, Quốc hội đã chính thức thông qua luật căn cước gồm 7 chương và 46 điều. Theo đó, luật căn cước mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đến thời điểm đó, thẻ căn cước công dân được đổi thành thẻ căn cước. Đáng chú ý, một điểm tiến bộ cần ghi nhận, luật căn cước cho phép người Việt chưa xác định được quốc tịch sẽ được cấp thẻ căn cước. Quốc hội thông qua luật căn cước mới. Theo ông Lê Tấn Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh cho rằng, việc đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số, giúp cho công tác quản lý nhà nước khoa học hơn, phục vụ công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của chính phủ. Còn đại diện của Bộ Công an giải thích, việc đổi tên nhằm mục đích phù hợp với tên gọi của các loại thẻ nhận dạng thông tin công dân trên thế giới. Công luận thấy rằng việc Quốc hội chính thức thông qua luật căn cước đã làm cho một số đông dân chúng thở phào nhẹ nhõm. Bởi lâu nay, dư luận xã hội đã có rất nhiều ý kiến cho rằng đây là cách làm ăn của ngành công an, nay vẽ cái này, mai vẽ cái khác để mà kiếm tiền chia nhau gây tốn kém cho người dân và xã hội. Cụ thể, Bộ Công an ra rất nhiều các chủ trương được cho là móc túi dân để mà trục lợi như đổi biển số xe, đổi giấy tờ tùy thân, v.v. Đó là chưa kể, mới đây, Bộ Công an lại có đề xuất những giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 phải đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình chính phủ quy định, v.v. Đây là mẫu thẻ căn cước thứ 6 mà người dân Việt Nam đã phải thay đi thay lại trong vòng chỉ có 10 năm qua. Điều đáng nói, chỉ mới tháng 3 năm 2023, sau vụ bắt buộc người dân phải đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip ít lâu, thì Bộ Công an lại bắt người dân đổi sang loại thẻ căn cước công dân gắn chip sửa đổi, mà theo họ có tính ưu việt hơn. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam là người cũng hết sức tài tiếng với cú đớp bò rát vàng bên London. Truyền thông nhà nước tiết lộ đến nay đã có gần 80 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip được Bộ Công an cấp cho người dân. Giới chuyên gia tính toán, việc mua phôi thẻ nhựa để in các loại giấy tờ như căn cước, giấy phép lái xe v.v. chỉ cần chênh lệch trên giá mua 1.000 đồng mỗi thẻ, thì Bộ Công an đã hưởng chênh lệch tới 80 tỷ đồng, rồi cứ thế mà nhân lên vài lần với đủ các loại giấy tờ khác nhau, chồng chất lên người dân cả nước phải chịu. Và điều này có liên quan gì đến thông tin đăng trên trang fanpage của Đảng Việt Tân? Theo đó, tác giả Hạnh Nhân đưa tin như sau. Một nguồn tin cho biết bên làm phần mềm với cấp phôi nhựa là cháu của người đứng đầu Bộ Công an. Mấy năm gần đây, nào tiền thuế của dân cũng rót vào đều đều 3.000 tỷ đồng. Đây cũng là một phần là do người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam cần một cái máy chém nên mới chấp nhận cho nhiều quyền tới vậy. Cho đến hiện tại, người đốt lò cũng chỉ hy vọng người kế tiếp cản lại được cơn bành trướng này. Tờ Thời báo.d chưa có điều kiện để mà kiểm chứng thông tin trên. Công luận thấy rằng lâu nay Bộ Công an cứ cho đổi đi đổi lại liên tục các mẫu giấy tờ cá nhân, lợi đâu chưa thấy. Chỉ thấy người dân thì bị hành hạ, chạy ngược, chạy xuôi với các thủ tục hành chính nhiều khề, rất mất thời gian, vô cùng tốn kém và ảnh hưởng đến công ăn việc làm của nhiều người. Đến nay, sau khi Quốc hội đã thông qua luật căn cước thì cũng chẳng ai dám nhắc rằng nhóm lợi ích của Bộ Công an sẽ hết cửa kiếm trác cả. Một phiên họp của Quốc hội Việt Nam cũng xin nhắc lại rằng lâu nay trên mạng xã hội đã có những ý kiến chỉ trích trực tiếp Bộ Công an cũng như Bộ trưởng Tô Lâm khi cho rằng thời Pháp bọn nó ác thế mà một cổ chỉ có hai chồng. Thời này luôn hô hào là thiên đàng, là nhân văn, là một cổ có đến cả nghìn chồng. Bộ Công an dưới thời ông Tô Lâm liên tiếp đề xuất các chính sách móc túi dân. Cứ 10 chính sách thì có hết đến 9 chính sách đi ngược lòng dân để mà hành dân.
Trong vòng 10 năm, 6 lần đổi mẫu giấy tùy thân, đúng là bọn đầy tớ, phản chủ. Được biết, ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, người dân đã sử dụng thẻ căn cước trong cuộc sống và sinh hoạt. Vậy mà gần 50 năm sau, các đỉnh cao trí tuệ lại đưa cả nước đi lòng vòng từ chứng minh nhân dân đến căn cước công dân vân vân, vừa cuối cùng lại đổi thành thẻ căn cước. Nhà báo Huỳnh Ngọc Trinh, cựu thư ký tòa soạn báo Thanh Niên thì mỉa mai rằng, một bước ngoặt lịch sử, một công cuộc cải cách cách mạng vĩ đại phải kéo dài qua gần nửa thế kỷ mới hoàn thành. Thẻ căn cước đã trở lại với thẻ căn cước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin ngày hôm nay. Quốc hội thông qua luật căn cước, nhóm lợi ích của Bộ Công an có hết cửa kiểm tra hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.